Tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Long Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2023. Ngày hội môi trường năm nay thu hút hơn 1.000 đại biểu đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Long Thành. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi tham dự và phát biểu khai mạc. Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2023 là giải pháp cho ô nhiễm nhựa với khẩu hiệu chúng ta đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi cho rằng, những năm qua, tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường để hướng tới mục tiêu phát triển xanh bền vững. Tuy nhiên, do đô thị hóa, công nghiệp hóa trên địa bàn cao, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn tỉnh trung bình trên 2.000 tấn mỗi ngày. Trong đó, rác thải nhựa ngày một tăng, chỉ đứng sau rác thực phẩm. Việc thu gom và xử lý vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến ô nhiễm môi trường, tốn chi phí xử lý và diện tích đất chôn lấp. Quá trình phát triển thì các chế phẩm từ nhựa để phục vụ cho cuộc sống nó để lại cái hệ lụy rất là lớn. Nó rất là khó phân hủy trong cái điều kiện môi trường. Vì vậy là các cái hoạt động để thu gom, để xử lý, để hạn chế cái việc sử dụng cái các cái chế phẩm, các cái loại dụng cụ về nhựa để làm sao làm trong sạch được cái môi trường, góp phần cho bảo vệ môi trường trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai nói chung, nói riêng và của cả nước nói chung. Tại lễ meeting, cùng với việc phát động tuần lễ Đồng Nai xanh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, các đại biểu đã tham gia trồng cây xanh, tham gia hoạt động diễu hành xe cổ động tuyên truyền, cuộc thi đố vui về bảo vệ môi trường, thi vẽ tranh trên sản phẩm nhựa tái chế và hoạt động thu đổi chất thải. Hưởng ứng cái chương trình một tỷ trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ, trong đó Đồng Nai được giao là 20 triệu cây. Hiện nay thì trước hết là chúng tôi phát động toàn tỉnh là trồng cây xanh để hưởng ứng tuần lễ Đồng Nai xanh. Chương trình này thì nó rất là cụ thể, nó cũng góp phần cho giảm cái rác thải của môi trường và làm cái môi trường nó càng ngày nó càng sạch càng xanh lên, giúp cho cái không khí nó bớt bị ô nhiễm. Hôm nay thì bây giờ có chương trình đổi rác lấy quà tặng đấy, chị có tham gia không? Dạ có. Chúng đỡ là cầm ra là nhắc ba cái loại mũ, chai mũ á, uống nước rồi là cái ly uống nước là mũ á, thì đã cầm ra đổi, thế là một số giấy tờ. Dạ. Thế là ý nghĩa cái chương trình này như thế nào? Chương trình này rất là có ý nghĩa, nói chung là đảm bảo được cái khâu vệ sinh môi trường, tất cả là không có xả rác ra nơi công cộng nữa. Theo thống kê, Việt Nam ở vị trí thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác nhựa lớn trên thế giới. Lượng chất thải nhựa và túi ni lông thải bỏ ở Việt Nam xấp xỉ 2,5 triệu tấn một năm. Hãy chung tay đánh bại ô nhiễm từ rác thải nhựa và chung tay hành động mỗi ngày để bảo vệ môi trường, bảo vệ cho trái đất của chúng ta ngày càng sạch và xanh hơn.